Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, trong kinh Kim Cang bài kệ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, thì Đức Phật lịch sử, sắc thân lịch sử thì có sinh diệt, và pháp thân Như Lai thì bất sanh bất diệt. Xin ngài thầy giảng rõ thêm cho bài kệ này ạ. Trong kinh điển Pali và Đại Thừa đó, Đức Phật được mô tả là người có 32 tướng đại nhân: Maha, Bukkala, Lakshana. Tướng đại nhân đó là những cái nhân tướng mà theo nhân tướng học Ấn Độ đó cho thấy người đó là một người đặc biệt, là vĩ nhân, là siêu nhân. Thì Đức Phật có đến 32 dấu hiệu đó. Một trong những cái dấu hiệu của tướng đại nhân đó là cái tay dài quá đầu gối, giống như khỉ vượng ấy. Cái lỗ tai rất là dài, tượng trưng cho lòng từ bi. Rồi bốn ngón tay đó là gần như là bằng nhau ha, chứ không có con út ngắn như thế này. Và nhiều cái tướng đẹp khác. Thực ra tướng đại nhân phải là tướng đẹp mà là tướng quý. Như vậy là khi mà chúng ta đánh giá Đức Phật bằng con mắt á, nhất là Đức Phật lịch sử đó, thì chúng ta phải đánh giá qua ngoại hình của Đức Phật. Đức Phật cao 1m9, rất là điển trai. Đức Phật có cơ thể hình là chữ V, đó là bụng là 6-7 múi, không thật đấy, rất là điển trai chứ không phải là người thường đâu. Như vậy khi chúng ta nhìn thấy Đức Phật qua 32 tướng đại nhân đó, chúng ta phải ghi nhận rằng đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử, khác với ngài Ananda. Vì ngài Ananda đẹp trai cũng giống như Phật Thích Ca, đạt được khoảng là 90%, nhưng mà cũng có những dấu hiệu khác biệt. Cho nên khi mình nói mình nhận diện một người nào đó mà không dựa vào tướng người đó là một sai lầm, mình sẽ lẫn lộn với người khác. Quý vị nhớ thầy Dược Từ lý do tại sao thầy Dược Từ thấy lùn quá khó quên, chứ nếu mà thầy có chiều cao thứ 6, thứ 7 chưa chắc quý vị nhớ. Đây là ông thầy Tí Hon mà lùn nhất trong các ông thầy. Cho nên bằng giá gì gặp thầy Dược Từ rồi là quý vị sẽ nhớ thôi. Đó là cái tướng trạng để nhận diện. Đó là cách mặc định xã hội trong nhận thức đánh giá mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Ở một mức độ sâu sắc hơn đó, thì Đức Phật Thích Ca kêu gọi chúng ta đánh giá bằng trí tuệ chứ không phải bằng con mắt. Con mắt nó liên hệ đến hình thái và màu sắc, còn trí tuệ đó nó siêu việt ra khỏi những cái giá trị mặc định xã hội đó. Kinh Kim Cương Đức Phật kêu gọi là đừng nên nhận diện ngài qua 32 tướng đại nhân và tiếng nói ngọt ngào giống như là mỹ liệm. Mà ai mà nghe Đức Phật nói rồi đó là không thể là không đi theo ngài được. Ngài nói rất là đặc biệt. Cái đó người Trung Quốc dịch đó là viên âm, âm thanh tròn, nghe rất là ngọt ngào, ấn tượng. Nghe xong rồi đó là muốn phát tâm đi tu. Còn người tại gia đó thì đi theo lý tưởng của ngài, làm giàu và kinh tế để chia sẻ phước báo cho các vấn đề bất hạnh. Nếu chỉ dựa vào 32 tướng đại nhân và âm thanh đặc biệt đó, thì Kinh Kim Cang cho rằng là chúng ta mới thấy được Đức Phật hình thức. Mà Đức Phật hình thức đó thì bị vô thường chi phối. Đức Phật thức đó đã khép lại ở tuổi 80, tức là năm 544 trước Tây lịch. Đức Phật hình thức đó không còn nữa, bây giờ chỉ còn các viên xá lợi thôi. Sắc đẹp đó, tướng trạng đó đã khép lại. Còn đang khi Đức Phật dưới tính cách là Phật tính đó, tiềm năng giác ngộ hay là bản chất giác ngộ đó, thì sống mãi với cuộc đời. Do đó Kinh Kim Cang là một bản kinh phá chấp. Đức Phật mới kêu gọi chúng ta đánh giá Đức Phật dưới góc độ trí tuệ, tức là Phật nhãn.
thay vì là Phật thân. Và đây là một loại nhận thức rất là có giá trị, đánh giá con người đừng dựa vào hình thức. Có nhiều người mặt rất là xấu, dữ, nhưng mà trong lòng của họ có một trái tim từ bi, nhân ái, làm lành, phụng sự rất là cao quý. Đang khi có nhiều cậu đẩy điển trai mà điểu vô cùng, có nhiều cô gái như hoa hậu nhưng mà lừa vô cùng, quý vị sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa hình thức đó. Cho nên á, lời kinh Kim Cang khuyến khích chúng ta là hãy dựa vào nội dung thay vì đó kẹt vào ngoại hình. Mà nội dung cao nhất vẫn là trí tuệ Phật. Cho nên đó, đừng chấp vào chủ nghĩa hình tướng. Do đó ở nơi nào không có tượng Phật thờ thì chúng ta cũng không vì thế mà mất Phật. Phật vẫn tiếp tục ở trong tâm chúng ta nếu chúng ta nhớ đến chân lý của Phật là Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, rồi vô thường, vô ngã, 12 nhân duyên, 6 ba la mật, tứ vô lượng tâm, thiền định giải thoát, vân vân. Thì Đức Phật không bao giờ mất đi trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù Đức Phật lịch sử đã khép lại vào năm 544 trước lịch, nhưng mà Đức Phật bằng tuệ nhãn đó vẫn tiếp tục soi đường dẫn lối và đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo cuộc đời. Và kinh Kim Cang nhắn gửi thông điệp chúng ta ở góc độ đó. Mời câu hỏi khác.